Ok, kênh Hoàng Dũng 091 xin chào đến với tất cả mọi người. Trên màn hình mọi người đang xem, đó là những cái logo xoay tròn rất đẹp mọi người. Những cái logo xoay như vậy được mình tạo ra bởi một cái app khá chuyên nghiệp trên điện thoại nha mọi người. Thì trong mọi người chúng ta, ai cảm thấy thích thú với những cái logo mà nó xoay theo kiểu này thì hãy làm theo hướng dẫn mình nhé. Và bây giờ nào, chúng ta cùng nhau cầm điện thoại lên nhé. Ok. Và rồi để tạo được mấy cái logo mà nó xoay, logo xoay thì ta phải còn có hai app như vậy nha mọi người. Đó. Hai app này mình có để đường link dưới phần mô tả, mọi người tải về và sử dụng miễn phí nha mọi người, không có tính phí mọi người ha. Thì sau khi tải về và cài đặt xong, thì cái việc cài đặt thì cũng quá bình thường. Sau khi cài đặt xong, ta mở VC Lab lên. Rồi tại đây, sau khi mở tại đây thì cái dòng new test này này, ta ở đây có cái giỏ rác nè mọi người. Ta tích vào và mọi người xóa nó giúp mình. Ok, xóa nó luôn. Thì sau khi xóa xong, ở đây có dấu cộng nè, mọi người tích vào. Rồi mọi người kéo xuống cái dòng thứ năm, form Rari, ta tích vào. Rồi ta tiếp đến, ta mở bộ sưu tập của mình ra luôn, ta tích vào bộ sưu tập. Thì ở đây mình có một cái file như vậy nè. Thì mọi người search trên Google đó, mọi người tìm, nói chung bất kỳ một hình nào cũng được, bất kỳ hình nào mọi người thích ha. Đó, bây giờ mọi người thấy đẹp thì mọi người tải về, mọi người làm logo cho mình thôi. Thì ở đây mình có sẵn tải sẵn một cái file như vậy, bây giờ ta tích vào. Rồi ta đánh dấu check cho nó. Đó, đây thì đây là mình được cái hình như vậy. Thì tùy theo hình mọi người ưng hình nào thì mọi người tải lên Google, mọi người search, mọi người tải về thôi. Thì ở đây mình đã có tải sẵn một cái hình như vậy. Rồi ta kéo lớn cho nó ra. Rồi sau khi kéo lớn nó ra xong, ta tìm đến ở đây có cái búa này nha mọi người. À, ta đập cho nó một phát luôn nha mọi người, đập cho nó một phát, ensemble nó lên. À, ủa sao nó màu đỏ kỳ vậy? À, rồi bây giờ ta màu đỏ màu gì kệ nó, bây giờ ta kéo qua, ta cho nó màu đen nha mọi người, ta cho nó thật trở thành màu đen. Rồi và ok, bây giờ nó trở thành màu đen. Sau khi trở thành màu đen xong, ta tích vào đây, đồng ý cho nó. Rồi tiếp đến ta vào công cụ đây nha mọi người, ta tích vào đó để cân bằng cho nó giữ lại nha mọi người, cân bằng cho nó đứng chính giữa lại. Rồi sau khi cân bằng xong, ta cũng tích vào đây, ok nó. Rồi tiếp đến ta vào công cụ đây, công cụ này ta tích vào, rồi ta khóa nó lại luôn, không cho nó chạy đâu hết đó, dẹp nó xe qua một bên. Rồi bây giờ là mình khóa nó cứng lại rồi xem mọi người. Rồi công việc của ta là bây giờ cái gì, ta chỉ viết chữ, ví dụ như tên ai đó, mình tên gì thì mình viết chữ và đặt cái vị trí chỗ nào thì tùy theo mọi người thôi. Thì bây giờ chẳng hạn ví dụ như nếu muốn viết chữ thì ta vào đây, vào dấu cộng đây, ta chọn đến cái dòng đầu tiên là test. Thì tại đây nó có cái viết chỗ này nha mọi người. À, cái viết chỗ này ta tích vào để ta thay đổi cái chữ cho nó. Rồi bây giờ bỏ cái chữ này, thì ví dụ như mọi người muốn viết chữ gì mọi người viết ha, tên mọi người cái gì đó, mọi người muốn tất cả, muốn nói chung mà mọi người muốn viết gì viết riêng mình, thì bây giờ mình viết tên của mình là Hoàng Dũng, mình lấy một ví dụ Hoàng Dũng. Ok đó, thì bây giờ cái chữ của mình nó ở đây rồi. Và bây giờ mọi người muốn đổi phông chữ cho nó thì ta cuộn xuống đến cái dòng AB phông đây nha mọi người, ta tích vào. Thì ở đây phông này là phông mặc định, ở đây là phông mặc định của Pixelat. Rồi ví dụ ta muốn phông của mình thì ta tích vào đây, mi phông đây. Thì ở đây thì cái việc mà thêm phông vào Pixelat này thì mấy cái bài chia sẻ trước mình cũng đã có chia sẻ đến với mọi người rồi. Thì bây giờ ở đây mình muốn chọn dòng chữ này, cái phông nào cũng được, ví dụ mình thích chọn cái phông này rồi, ok nó. Rồi và bây giờ đây đó, mình muốn đặt đâu cũng được, theo tôi thì theo mình thì mình đặt ở vị trí này, nhưng mà mình cảm thấy cái chữ này nó còn sát quá ha. Ta tìm đến cái công cụ này đó, ta cho cái chữ nó giãn ra một tí xíu, 7 8, rồi ta đặt nó vào vị trí cho hợp lý. Rồi ví dụ mình đặt ở vị trí này, theo mình là mình đặt ở vị trí này nha mọi người. Rồi sau khi đặt ở vị trí này xong,
Ta lịch đây đồng ý cho nó. Và ta cũng tìm đến cái công cụ. Đây, công cụ này đây. Ta tích vào. Đó, ta cho nó ở giữa nha mọi người. Cho nó ở giữa. Đó, mọi người cảm thấy ở giữa chưa? Nha. Rồi, ok. Thì sau khi đặt đã xong đó rồi ha, thì ta tìm đến cái công cụ này. Đây, cái lo đây, ta tích vào. Rồi ta đổi cho nó sang màu gì? Đổi cho nó sang màu đen luôn. Rồi, tích vào đây đồng ý cho nó. Rồi, ta cũng tích vào cái chìa khóa chỗ này. À, chìa khóa này ta khóa nó lại luôn, không có cho nó chạy đâu, tùm lum hết. Đừng có nó chạy lộn xộn. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình đã thêm được cái chữ của mình vào đây rồi đúng không mọi người? Thì bây giờ ở đây nè, ở đây nó còn thừa nè, mình có thể mình đặt thêm số điện thoại hay cái gì tùy. Mọi người muốn đặt cái gì, muốn viết chữ gì vô đây thì viết ha. Thì theo mình, thì ví dụ thì mình tích vào dấu cộng đây. Tích vào dấu cộng lần nữa, chọn cái dòng text. À, thì ở đây cũng tại cái viết này mình sửa lại, chẳng hạn như là ví dụ như chia sẻ kinh nghiệm đúng không? Gì? Sẽ và rồi ok xong ta tích ok luôn. À, thì bây giờ cái chữ này nó đây, ta kéo cho nó ra, ta cho nó bằng này xuống đây. Cái chữ này nó quá lớn so với cái khung chỗ này đúng không mọi người? Thì bằng cách ta cuộn lên, ta tìm đến cái dòng size đây, rồi ta cho cái chữ nó nhỏ lại. Đó là cho cái chữ nó nhỏ lại. Rồi bây giờ mọi người muốn đổi phông chữ thì cũng vào như lúc đầu thôi. Ở đây thì mình không thích vào, không thay đổi phông chữ nữa, mình làm nhanh cho mọi người xem luôn nha. Mọi người cảm thấy cái chữ này nó còn lớn đúng không mọi người? Ta kéo cho nó nhỏ lại một cái xíu, 20, cỡ 50 là vừa, 53 hơi lớn. Rồi cỡ 50 là cảm thấy vừa đó mọi người. À, thì bây giờ xong, ta đồng ý cho nó. Rồi và bây giờ mọi người thấy không? Bây giờ mình không muốn cái chữ này là nó đổi phông chữ. Để chi? Để cho mình thêm nói cho mọi người biết là cái công cụ này, công cụ chữ B này ta tích vào. Đó. Ta lít vào chữ B. Đó, ta lít vào chữ B nha mọi người. Thì bây giờ mọi người thấy cái nét chữ nó đậm lên chưa? Đó. Thì nếu mà đó, mọi người thấy nét chữ nó đậm lên chưa? Thì bây giờ còn ở đây là cái chữ nghiêng nha mọi người. Ta tích vào thì nó sẽ nghiêng. Ta tích vào thì chữ nó sẽ nghiêng nè mọi người. Đó, mọi người thấy cái chữ nó nghiêng chưa? Đó. Nếu mình không thích nghiêng thì mình bỏ nó đi. Đó. Rồi ta lại tiếp vào đây. Đó. Ta cho cái chữ nó, nét chữ nó đậm lên. Nha. Rồi nó đậm lên xong. Thì bây giờ cái việc là cái khung này nó cong nè mọi người. Cái khung này nó cong nè. Bây giờ cái chữ mình để vào đây thì nó không hợp lý đúng không mọi người? Nó không hợp lý. Thì bằng cách ta tìm đến cái công cụ này đây. Đây công cụ chỗ này. Ta lít vào. Và ta cho nó cong lên. Nó cong một tí xíu. Đó mọi người thấy chưa? Đó, cho nó cong lên. Nó cong làm sao mà vừa đó, hợp lý với cái khung là vừa là đẹp. Nó cũng chưa cong lắm. Ta cho nó một xíu nữa. Rồi mọi người cảm thấy nó cong vừa chưa? Nó cong, nếu đã mình cảm thấy nó cong vừa nó đẹp rồi thì bây giờ ta tính đâu test cho nó. Rồi ta cũng vào kiếm đến cái công cụ đây, công cụ này đây, ta tích vào và ta cho nó ở giữa luôn. Đó. Hầu như là mình cảm thấy cái chữ này nó còn lớn đúng không mọi người? Cái chữ này nó còn lớn, ta vào size, ta tìm đến size lại. Sai đây. Rồi hồi nãy 50 thì bây giờ mình cho nó 48 4, đó 48 là nó ok. Rồi. Đó. Thì sau khi chỉnh sửa như vậy thì ta phải click vào tiếp cái công cụ này. Rồi ta cho nó ở giữa lại, rồi ta cho nó ở giữa. Sau khi cho nó ở giữa xong, ta đánh dấu test đồng ý cho nó luôn. Và bây giờ mọi người thấy là nó nằm cũng quá hợp lý rồi đúng không mọi người? Thì bây giờ ta đổi cho nó thành màu đen luôn bằng cách ta vào đây.
Rồi ta cuộn xuống. Đây ta tìm đến cái đây đây công cụ này đây, cỡ lo đây. Ta tích vào. Rồi, ta chuyển nó sang màu đen. Ta chuyển nó thành màu đen luôn nha mọi người. Rồi bây giờ thì nó sẽ trở thành màu đen. Rồi sau khi trở thành màu đen xong, ta cũng đánh dấu về đồng ý cho nó luôn. Đó. Thì bây giờ là mình được một cái logo dài có tên và chia sẻ kinh nghiệm, đại khái là mình ghi đại khái gì cho mọi người thôi. Còn bây giờ nói chung hai cái dòng chữ này mọi người thích ghi cái gì đó mọi người ghi, thích viết cái gì đó mọi người viết. Rồi tiếp đến bây giờ công việc của ta là gì, ta tích vào đây để gom mấy cái đối tượng này đó, để gom hết tất cả như này thành, gom đối tượng này lại thành một cụm thì ta tích vào đây, đây đây, rồi tích tiếp vào đây và đây nha mọi người. Rồi ok đó, mọi người thấy chưa, bây giờ ta đã gom ta đã gom tất cả đối tượng lại thành một cụm, thấy mọi người. Rồi đó. Sau khi gom lại xong là gom lại hết nè, là không chạy đâu nữa hết, mình khỏi sợ chạy khỏi sợ gì đâu nữa hết, nó thành mà trở thành một cụm vô rồi. Thì bây giờ sau khi gom xong ta vào dấu cộng đây nha mọi người. Rồi ta tìm đến dòng sắp đây. Rồi bây giờ ta cho cái này nó nhỏ lại, ta cho cái màu này nó nhỏ lại, là ta cho nó nhỏ hết cỡ luôn, đó, ta cho nó nhỏ lại nha. Mọi người cứ cho nó nhỏ lại. Rồi xong, ta cuộn đến, ta đổi màu cho nó, ta lít qua ta đổi màu cho nó, rồi ta cho nó thành màu đen. Ok, đánh dấu tích cho nó luôn. Rồi bây giờ ta tích hai cái đối tượng này thành một, đó, cái đối tượng màu đen với là cái đây thành một, ta tích về tới đây, ta cũng vào chỗ này, rồi và ok, đó, ta tích nó luôn. Rồi rồi và bây giờ tiếp đến công việc của ta là gì, ta sẽ đổi màu cho nó bằng cách ta vào đây, rồi ta cuộn lên, ta tìm đến một texture đây nha mọi người, ta click vào, click tiếp vào đây, rồi ta mở bộ sưu tập của mình ra, rồi ta tìm đến cái màu vàng đồng, màu vàng đồng này là mình có tải từ trên mạng về nha mọi người, mọi người lên mạng mọi người kiếm cái màu vàng đồng mọi người tải về, thì ở đây mình có tải sẵn, ta click vào. Rồi tiếp đến ta đánh dấu check luôn, đồng ý luôn. Đó thì mọi người thấy bây giờ nó đổi màu chưa mọi người? Đó, nó trở thành màu vàng. Thì bây giờ chỗ này ta insert nó lên. Đó. Rồi, bây giờ cái dòng này là mọi người muốn lợt đậm hay cái gì đó, tùy theo. Đó, là mọi người con chỉnh cái này. Thì mọi người thấy chưa, cứ kéo con chỉnh nó thôi. Đó, theo mình thì mình để 100 là vừa rồi. Đó, ok chưa? Đó. Thì sau khi đồng ý với cái này xong, ta cũng tích đây, đồng ý cho nó luôn. Rồi, lúc bây giờ ta cuộn lên. À, ta tích vào đây, shadow đây, ta tích vào cái công cụ này, ensemble nó lên. Thì mọi người thấy không, nó có viền màu đen nè, nó đen đen nhiều quá, ta giảm bớt cái này lại, giảm hết cái này lại. Đó. Rồi, ta tích về đồng ý cho nó luôn. Rồi, ta tìm đến cái mục đây, inbox đây, ta tích vào, ensemble nó lên. Đó, giờ này mọi người thấy là 3D nó bắt đầu nó nổi lên, thấy mọi người. Đó, mọi người thấy 3D nó bắt đầu nó nổi lên. Ta cuộn xuống đây, ta kéo cái này cho nó nhỏ lại, kéo cái này cho nó một về khoảng chừng 4-5 gì thôi nha mọi người, ta cho nó 10 cũng được, ta kéo cái này lên, ta kéo cái này độ cứng, ta kéo lên, cái này độ cứng của nó, tùy theo mọi người đây nè, đậm nhạt và độ cứng nè, ta cứ kéo lên, đó, nói chung con chỉnh làm sao cho nó hợp lý là được là vừa. Nói chung là nó không có một cái thông số nào nhất định hết, mình chỉ là con chỉnh làm sao thấy nó đẹp là vừa thôi. Đại khái là bây giờ theo mình thì mình để dày, để tới đây. Còn cái này ví dụ như mọi người kéo lên nữa nè, kéo lên nữa nè, mọi người cứ con chỉnh cái này, cứ kéo lên kéo xuống cái này, con chỉnh làm sao cho nó hợp lý là vừa. Thì theo mình thì mình để khoảng có chừng 10 thôi.
13 cũng được. Rồi ok. Thì sau khi mọi người cảm thấy hợp lý rồi thì mọi người đánh dấu test cho nó nè. Rồi ok. Rồi lúc bây giờ ta tới công cụ 3D. Ensemble nó lên. Đó, mọi người thấy bây giờ 3D nó nổi lên thấy mọi người. Nhưng mà 3D quá nhiều. 3D ở đây tới số 7 là mọi người thấy không? Đó, 3D mặc định của nó là quá nhiều, ta sẽ giảm bớt nó lại. Khoảng chừng 3 hay 4 vậy thôi. 5 thì nó nhiều quá đúng không mọi người? Ta giảm bớt nó lại. Còn 4 là vừa. À. Rồi, tại đây mọi người cuộn lên. Đó. Thì bây giờ ở đây cái công cụ này nè, ở đây nè, thì ví dụ mọi người muốn đen đậm đó nè, đen quá đúng không, ta cho nó nhạt vừa vừa thôi đó, nè. Ví dụ như nhạt quá thì cho đây đó. Ở đây là quá đen, thấy không? Ở đây là nhạt nè đó. Tùy theo mọi người cân chỉnh làm sao cho nó hợp lý, chứ mình đã nói rồi nó không có một cái thông số nào nhất định hết, chỉ đó chỉ là cặp mắt của mình nhìn làm sao cho nó thẩm mỹ là đẹp đó. Ok, thì bây giờ mình để cỡ này 5860 cũng là vừa. Đó. Thì nói chung là mọi người muốn để sao rồi để. Thì bây giờ ở đây có cái ngọn đèn nè mọi người. Ở đây có ngọn đèn nè, mình xoay. Đó. Mọi người muốn xoay theo cái hướng nào cũng được, xoay theo cái hướng nào tùy theo. Đó. Tùy theo mình thấy là nó đẹp thì thôi. Đó. Ở đây có ngọn đèn nó xoay nè. Ta cứ việc ta xoay, ta xoay sao thấy nó hợp lý là được rồi. Đó. Đây là nó xoay nè. Đó, ta cứ việc ta xoay, xoay sao thấy nó, đó, cứ mình cứ xoay, xoay làm sao mà thấy cái logo của mình nó đẹp, ha? Nó sáng, nó đẹp. Rồi, ví dụ như mình để đây đi, mình để chỗ này. Rồi, sau khi xong thì ta đánh dấu test cho nó. Rồi, ta cuộn xuống, ta vào một embed lại, ha? Thì ở đây cũng có một cái ngọn đèn, nè. Ngọn đèn này nó sáng cái bề mặt của cái logo mình nha mọi người. Thì ta cứ xoay nè. Sáng cái bề mặt của cái logo ta xoay. Theo mình thì mình để ở đây, mình để ở vị trí này. Đó, cứ mọi người cứ xoay, muốn đặt ở vị trí nào cũng được, cứ xoay làm sao mà bây giờ mọi người trông nó đẹp là được rồi. Rồi sau khi đồng ý xong, ok, thấy cái logo của mình là đã hoàn chỉnh rồi thì ta đánh dấu test cho nó luôn. Ok, đó, hợp lý chưa mọi người? Rồi thì tiếp đến công việc của ta bây giờ nữa là gì? Tiếp theo là ta vào đây, ta vào công cụ này. Tại nãy giờ mình đã làm thì bây giờ mình vào công cụ này, ta cũng cân nó lại chính giữa. Đó, cân bằng cho đứng lại chính giữa. Rồi sau khi cân bằng xong, ta cũng đánh dấu test cho nó. Rồi và bây giờ mình được cái logo như thế này, đúng không mọi người? Đó, cái logo như thế này. Rồi và tiếp đến. Ta lít vào dấu cộng đây nha mọi người. Rồi ta cuộn đến cái dòng thứ tư là sáp. Rồi ta kéo cái sáp này ra khỏi cái vị trí làm việc. Ok nó. Rồi và ta tích hai cái này lại. Tích lại. Ok. Bây giờ nếu nó không chịu, đơn giản thôi. Đó, ta quay trở ra lại. Ta cho đó, ta quay trở lại, ta cho cái này nó nhỏ lại một tí xíu, đó, ta cho nó nhỏ lại một tí xíu, rồi ta tích tiếp lại, ok, cái này là do cái lỗi của Pixelart thôi nha mọi người, mà cái lỗi này cũng không ai tìm ra được cái lỗi này, đó, thì bây giờ nó đã, đó, bây giờ mình đã thành công được một cái logo như vậy, đó, trông quá xịn sò mọi người, rồi bây giờ bằng cách ta tích vào cái tiếp cái công cụ này, đó ta cân bằng giữa cho nó lại, đó, ta tích vào hai cái này, ta cân bằng giữa cho nó lại, rồi ta đồng ý cho nó luôn, rồi tiếp đến, thì bây giờ mọi người thấy cái chỗ này cái logo của mình ở đây có tên ở đây, đó. Thì ở đây là chỗ này nó vẫn còn trống trải, để nó quá trống trải thì trông nó không đẹp nha mọi người, thì ở đây mình có sẵn một cái file. Mình có để cái file này mình cũng để dưới phần mô tả luôn nha mọi người. Thì ta vào dấu cộng đây. Rồi. Kiếm đến cái dòng thứ 5.
là form ra đi, ta mở bộ sưu tập của mình ra. Rồi đó, cái file này mình cũng đã nói, mình cũng đã để sẵn với phần mô tả, mọi người cứ tải về và ghép nó vào thì ta tích vào. Đó. Rồi ta kéo nó xuống đây, trong nó nhỏ quá, nó không hợp lý, ta kéo nó ra, ta kéo nó ra, thì mọi người kéo làm sao mà đặt mà thấy nó hợp lý thôi. Hình như nó còn hơi nhỏ một tí xíu, ta cho nó lớn lên một tí xíu. Rồi và ok, thì mọi người cân chỉnh làm sao đặt cái này cho nó, cái mũi tên của YouTube này cho nó hợp lý. Rồi ok. Đó. Bây giờ thì trong cái logo của mình nó quá đẹp rồi tổng mọi người. Rồi, tiếp đến. Ta tích chúng nó lại ha, ta tích chúng nó lại bằng cách ta click vào đây. À, ta tích tiếp vào đây. Rồi ta gom hai cái thành một. Ta tích vào đây, vào đây. Rồi. Ok nhá luôn. Rồi và rồi bây giờ mọi người thấy chưa? À, giờ nó dính hết rồi nè. À, ok chưa mọi người? Giờ cái logo mình trông quá đẹp chưa mọi người? Đó. Rồi, tiếp đến giờ ta xuất file. Tiếp đến thì bây giờ ta xuất file thì trước hết ta vào đây, vào công cụ này đây nha mọi người. Công cụ chỗ này ta tích vào. Rồi, lên đây. Ta tích vào cái công cụ này luôn. Đó. Thì cái logo của mình là bây giờ không còn cái nền màu xanh nữa mà chỉ màu trắng thôi. Rồi tiếp đến. Ta vào chỗ cái thẻ nhớ chỗ này nha mọi người. Chỗ đây. Rồi. Ta save nó luôn. Ta chọn save. Thì ở đây. Mọi người chọn giúp mình cái dòng RAW file này nè. Cái mặc định này nè. Ta tích vào. Chọn cái chất lượng là Ultra. Rồi PNG này mọi người vẫn giữ nguyên. Đó, chọn chất lượng này cho cái logo của mình nó đẹp. Rồi ta xèo nó luôn. Đến đây mình cũng xin kết thúc phần 1. Chúc mọi người thành công và cố gắng giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau còn lại.